là tâm Trinity và trên tay The New iPad 2012. Xin được bạn muốn cảm ơn ai hả? Mình muốn cảm ơn bố mẹ và gia đình đã sát cánh cùng mình trong quá trình kiếm tiền đi mua máy. Bên cạnh đó là cảm ơn Hùng Cường và Dương Ly đã đi mua máy cùng mình. Rồi mình muốn nhắc đến một nhân vật được gọi tên là Đạt Chấm. Mình xin trích lời của bạn Đạt Chấm. Chào Tâm, nghe nói hôm nay Tâm đi mua gì đấy? Mình muốn biết là gì vậy? Cái mà mình mua là The New iPad 2012, khoảng 4G, 32GB. Theo tin của em là hồi nãy con đi đi tổ nó thiệt không anh? Này con chó. mua ăn kia giá 500 ngàn con chó mà. Nó kìa là tao không biết bằng cái